Mặc dù giá gạo chào bán giảm, song theo các chuyên gia lúa gạo thì giá gạo xuất khẩu hiện vẫn ở mức cao so với mặt bằng giá hiện nay và cao hơn nhiều so với năm ngoái. Do đó thì việc giá giảm sẽ giúp cho gạo Việt Nam cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh giá cước container cũng như là cước vận chuyển tăng cao như là hiện nay và nhà nhập khẩu sẽ phải chọn mức giá tốt nhất để nhập hàng. Thưa quý vị, là một tin vui cho quả vải Việt Nam khi bằng rất nhiều nỗ lực lần đầu tiên trái vải thiều lục ngạn Bắc Giang chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Và đây cũng là sản phẩm nông sản đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều Việt Nam ở nhiều thị trường khó tính khác. Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, chỉ dẫn địa lý đồng nghĩa với giấy thông hành và có ý nghĩa quan trọng cho sản phẩm vải thiều lục ngạn vào thị trường Nhật Bản. Bởi trước đây, để sản phẩm này vào thị trường Nhật Bản, phải trải qua rất nhiều khâu, quy trình kiểm soát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Yêu cầu quan trọng nhất khi đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản là phải chứng minh được sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có tính chất đặc thù, đặc tính. Và đặc tính này có được nhờ yếu tố tự nhiên như khí hậu, địa chất, hoặc yếu tố con người như kỹ năng, quy trình, sản xuất truyền thống, v.v. Đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải được xác định bằng các chỉ tiêu định lượng do các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan kiểm chứng. Và đặc biệt hơn, đặc tính này phải đảm bảo được tính liên tục và ổn định. Cùng với vải thiều lục ngạn thì hiện có hai sản phẩm nông sản khác của Việt Nam là cà phê Buôn Ma Thuột và Thanh Long Bình Thuận cũng đang được Bộ Khoa học Công nghệ hỗ trợ các địa phương đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Thưa quý vị, là trong một tuần qua thì giá lợn hơi ở trên cả ba miền biến động từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg và hiện được thu mua trong khoảng là 73.000 đồng đến 77.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 74.000 đến 76.000 đồng một kg. Cụ thể, tại tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, giá lợn hơi hôm nay được thu mua với mức 76.000 đồng một kg. Các địa phương như Phú Thọ, Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, giá lợn hơi ở mức 75.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, giá lợn hơi hôm nay ở mức thấp nhất toàn miền là 74.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 73.000 đồng đến 76.000 đồng một kg. Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lâm Đồng, giá lợn hơi ở mức 75.000 đến 76.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Đắk Lắk, Huế, Bình Định, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, giá lợn hơi hôm nay được thu mua với mức từ 73 đến 74.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 74.000 đồng đến 77.000 đồng một kg. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Kiên Giang, Long An, giá lợn hơi được thu mua với mức 76.000 đến 77.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Vũng Tàu, giá lợn hơi hôm nay ở mức 74 đến 75.000 đồng một kg. Báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho thấy là Trung Quốc, Philippines và Việt Nam là những quốc gia có sự sụt giảm sản lượng thịt lợn mạnh nhất. Hầu hết những nước này đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi. Đáng chú ý là trong 3 nước sụt giảm sản lượng mạnh nhất thì Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi tốt hơn. Sau khi giảm 21% vào năm 2019, sang năm 2020 thì sản lượng thịt lợn của nước này chỉ giảm nhẹ 3,3%, xuống còn 42 triệu tấn. Trong khi ngành chăn nuôi lợn tại Philippines và Việt Nam thì vẫn bị đánh giá là còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, là việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đang được nhiều địa phương quan tâm thực hiện giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với chuỗi giá trị được kỳ vọng là không chỉ giải quyết bài toán được mùa mất giá mà sẽ nâng cao giá trị, đưa nông sản Việt Nam đến nhiều thị trường ở trên thế giới. Thời gian qua thì các hợp tác xã trong cả nước tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Ngoài chuyện là lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp thì điều quan trọng hơn đó là liên kết từ quy mô đến đầu vào, đầu ra nhằm phát triển sâu hơn chuỗi giá trị nông sản. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Cù Lao Dung, huyện có diện tích mía lớn nhất tại Sóc Trăng, giờ đã giảm phân nửa, chỉ còn khoảng 3.500 hectare. Một cuộc chuyển đổi sản xuất diễn ra nhanh chóng ở vùng đất này. Từ đây, Hợp tác xã Nông nghiệp Thông minh với 68 thành viên đã biến đất mía thành những vườn nhãn, vườn ổi với diện tích hơn 300 hectare. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật nên cây cho sản lượng và chất lượng cao, thu nhập đến 400 triệu đồng một hectare. Trước phân đều tự động quá hết trơn, bây giờ là mỗi một cái vườn mình đâu phải mà như trước, bỏ phân là tưới phân từ gốc đâu, mình thải xuống cái hồ,
sập cầu dao tự động nó sẽ tưới từ gốc gốc mình hết, thì cái đó là một cái để giảm cái chi phí đầu vào để mình có thể đưa cái nhãn mình đầu ra nó cạnh tranh rất là tốt. Còn ở hợp tác xã này, từ khi bắt tay cùng nhau, 19 thành viên đã tăng được giá bán sản phẩm thay vì lệ thuộc vào thương lái. Không những thế, nhờ làm tốt khâu đầu vào nên giá thành cũng tiết giảm tối đa. Đó cũng là cách gia tăng lợi nhuận. Trước thì đối với con thẻ chân trắng thì tụi tôi nuôi là đến thu hoạch thì tầm có khoảng 70 ngàn. Bây giờ thì đầu vào tốt thì chúng tôi còn lại có 65 ngàn. Tính đến cuối năm ngoái, cả nước có hơn 26.000 hợp tác xã với 100 liên hiệp hợp tác xã thu hút hàng triệu thành viên tham gia. Doanh thu bình quân năm 2020 ước đạt 4,3 tỷ đồng một hợp tác xã. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 35.000 hợp tác xã và 35% trong số đó liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, liên kết sản xuất chỉ là bước đầu trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản. Thì mỗi cái công đoạn của trong cái chuỗi giá trị đó nó mới tích hợp và nó làm cho cái giá trị gia tăng của cái nông sản, từ cái nông sản thô mà ra những cái đa dạng hóa cái sản phẩm. Đó là cái mục tiêu mà sắp tới chúng ta phải hỗ trợ hợp tác xã. Để tăng cường được liên kết, đảm bảo được yêu cầu của thị trường, ngoài tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hợp tác xã cũng cần nâng cao năng lực nội tại về mặt quản trị, đảm bảo chất lượng nông sản và tạo được chữ tín với doanh nghiệp. Được tiếp tục chương trình với những thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, xu hướng tiêu dùng sản phẩm thủy sản có hạn sử dụng lâu gia tăng đang tạo ra động lực giúp cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng dương trong quý 1 của năm 2021. Dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tháng 4 năm 2021 sẽ tăng khoảng 10%, đạt mức 680 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay lên mức 2,32 tỷ đô la Mỹ. Tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, tôm và cá tra có giá trị tương đối cao. Trong đó, xuất khẩu tôm sau khi tăng 16% trong tháng 1 thì tháng 2 đã giảm 19%, nhưng sang tháng 3 đã dần phục hồi với mức tăng 10%, đạt 270 triệu đô la Mỹ. Ước tính hết quý 1 năm 2021, xuất khẩu tôm đạt 646 triệu đô la Mỹ, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tương tự với cá tra, xuất khẩu quý 1 đạt khoảng 336 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ. Theo VASEP, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA đang tạo ra động lực giúp cho xuất khẩu thủy sản phục hồi mạnh mẽ trong các tháng qua. Hiện top 10 thị trường dẫn đầu nhập thủy sản của Việt Nam đang chiếm hơn 75% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và hầu hết lấy lại được phong độ tăng trưởng trong các tháng đầu năm nay. Đặc biệt, thị trường Mỹ đã tăng từ 10 đến 25% sau Tết, Canada tăng mạnh lên 31%, thậm chí một số nước như là Italia, Peru mức tăng là đạt đến hơn 100%. Còn lại những thị trường khác như là Nhật Bản, Trung Quốc đều có mức tăng là gần 10%. Sự đảo chiều này cho thấy là sau khi tình hình dịch bệnh phần nào đã được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ nhiều mặt hàng thủy hải sản đã tăng trở lại.